Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin chúc quý vị cùng với những người thân yêu trong gia đình thật nhiều sức khỏe để tận hưởng trọn vẹn những niềm vui mới trong năm 2023. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi xin được cùng quý vị trao đổi về một chủ đề sức khỏe cũng đang được rất nhiều người quan tâm, đó là bí quyết kiểm soát bệnh gút, xua tan nỗi lo cơn gút cấp tái phát vào dịp Tết. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm, bởi lúc này chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm lao động vất vả, đoàn tụ cùng với gia đình, bạn bè, cùng nhau ăn uống, tụ tập và chúc nhau thật nhiều những sức khỏe. Tuy nhiên, trái ngược với tinh thần háo hức ăn Tết của mọi người, thì bệnh nhân gút lại ôm một nỗi niềm lo lắng muộn phiền vì sợ cơn gút cấp tái phát. Những món ăn nhiều đạm trong ngày Tết như là thịt bò, hải sản, các loại nội tạng động vật, đặc biệt là lưu rượu nồng chúc sức khỏe đều là những yếu tố làm bùng phát cơn gút cấp. Vậy có bí quyết gì giúp kiểm soát bệnh gút, xua tan nỗi lo cơn gút cấp tái phát vào dịp Tết hay không? Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay qua phần tư vấn đến từ chuyên gia của chương trình. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tiến sĩ chuyên gia y tế Dương Quang Hiến, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh gút. Xin chào MC Mai Tân, xin kính chào quý vị khán giả. Trân trọng giới thiệu đến quý vị vị khách mời thứ hai cũng rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, chú Hồ Minh Trí. Chào chuyên gia, chào MC và chào các vị khán giả. Nhân vật đầu tiên mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trong phóng sự kỳ này đó là ông chủ quán phở, chú Phạm Văn Đạt, chú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vì mang trong người căn bệnh gút mà mặc dù nhà bán phở, bán thịt rất nhiều nhưng chú lại chẳng dám ăn. Bởi cứ ăn là những cơn đau lại tìm tới và hành hạ chú vô cùng khổ sở. Vào cái năm là 2018 hoặc 19 gì đấy, ở hai cái năm đấy, thế nhưng mà khi nó mới bị thì nó cứ đau ở ngón chân cái. Thì chú thấy đau, chú đi trên Thái Bình chú khám thì người ta chỉ bảo là viêm khớp cấp. Thì cũng cho tí thuốc về uống thì vài ngày nó khỏi, xong thời gian sau nó lại đau tiếp. Đầu năm 2019 ấy, thì là chú bị đau, tức là những cái cơn đau đấy là đau dữ dội đấy. Nó đau đến mức độ mà phải kê chân lên cái chăn bông ấy, để mà bật quạt cho nó khỏi đau như kiểu mình rúm ấy. Thế nhưng mà càng quạt thì nó càng đau, tức là nó đau mình cảm thấy là không thể chịu nổi nữa. Thế là chú mới đi lên viện quân y 108 ấy, xét nghiệm khám thì người ta bảo nó bị gút, là cái chỉ số axit uric của chú là 534. Cứ 3-4 ngày thì nó lại hết cái cơn ấy, xong nó lại đến một cái cơn khác. Lúc ấy là chú kiêng khem kỹ lắm, nói chung là những cái đồ nhiều dầu chất đạm là chú không dám ăn nữa. Ví dụ như là thịt bò này, cua mực tôm nguyên là không dám ăn, rượu bia cũng không dám uống. Khi mà nó đã lên cơn gút chứ, thì nói thật với cháu là không làm một cái gì cả, chỉ có ngồi thôi. Ngồi không thành, ngồi cũng khổ, đừng có nói làm gì mà đâm lên con người nó cáu gắt. Nhìn những hình ảnh này của chú Đạt, chúng tôi ai nấy đều ngạc nhiên, xen lẫn sự cảm phục. Từ một người bi quan, chán nản vì ngày đêm bị bệnh gút hành hạ, thì bây giờ chú Đạt đã được làm việc khỏe mạnh. Tất cả là nhờ sử dụng giải pháp thảo dược chứa quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tả, mã đề, ngưu bàng tử, bạc hà, gừng, tầm ma, kim sa, húng tây mà chú đang sử dụng. Thế trong cái thời gian đau chú ở nhà, chú ấy tái máy, chú tìm trên mạng. Vô tình sao chú lại tìm thấy cái bôi gút này. Có mấy cái ông ở Quảng Ninh, chú nhớ là ông Quảng Ninh là một này, ông Hải Dương là hai này, ông Thanh Hóa này. Với cái ông ở Hà Nội, tức là ông gì mà bảy mấy tuổi đấy, ở khu chung cư nào đấy, gọi là cán bộ cao cấp nhà nước về hưu đấy. Chú không nhớ rõ tên, thì chú điện thoại chú hỏi hết. Thế mọi người đều khuyên là nên dùng cái đấy là tốt. Thế chú mới đi mua thì bảo không biết giờ mua ở đâu. Thế chú ấy xuống Yên Điền mua thì không có. Thế chú lên Thái Bình mua thì hôm ấy lên là mua được 2 nọ. Thế về theo cái chỉ dẫn ở cái vỏ thì chú uống ngày 6 viên. Chú bảo uống cấp tốc, mày chú biết vô đi gút này không phản ứng phụ nên chú cứ uống. Đang đau đã phải uống rồi, thì uống dần dần nó không thấy nó đau nữa. Được một tháng sau chú không thấy nó bị một cái cơn nào cả. Chú mới đi xét nghiệm máu thì là cái mức độ axit uric là nó xuống cái mức, tức là an toàn dưới 420 rồi. Bao nhiêu thì chú không nhớ rõ, nhưng mà nó mức độ ở dưới 420 là cảm nhận là nó không thể có cơn gút cấp nữa. Thế là cứ duy trì uống vậy thôi. Còn bây giờ thì ăn uống thì cứ thoải mái. Chú có gì ăn đấy chú chẳng kiêng gì. Tức là đám xá rồi giờ nó cứ mời liên tục, cứ ăn uống thoải mái. Ở nhà nói chung là nó cũng có điều kiện thì không phải, nhưng mà nói chung là nhà thức ăn thì lúc nào nó cũng có. Thế chú cứ ăn, thích gì ăn đấy. Thịt trâu, thịt bò thì cứ ăn. Ví dụ như có buồn không gì ăn lại bỏ ra uống rượu, không một cơn đau nào nữa. Khi nào mà cái chầu nào mà ăn uống nhiều quá thì gọi là cái ngón chân này hơi tê tê một tí, nó hơi tê tê buồn buồn. Nhưng chú bảo cũng không uống tăng, nhưng nó cũng không đau. Cứ vậy, mình không đau thì mình làm được công việc thì nó trôi chảy. Nói chung nó thoải mái, sướng lắm.
Nếu mà cái tình trạng mà cái như cái cơn gút thì chú không sống được. Thưa tiến sĩ, nhiều bệnh nhân gút nói rằng là Tết đến gút gặp thời, có nghĩa là tần suất tái phát cơn đau gút trong và sau Tết trở nên rầm rộ hơn so với những ngày thường. Mong tiến sĩ có thể phân tích rõ hơn về tình trạng này cho quý vị khán giả được biết. Thì cái Tết của người Việt mình nó rất quan trọng. Tại sao? Đó là một cuộc sum vầy đoàn viên các người thân trong gia đình, rồi anh em bạn bè có khi nhiều năm mới gặp lại nhau. Thì bên cạnh cái sum vầy niềm vui đó thì không thể thiếu được những cái bữa ăn rất là thịnh soạn, có nhiều những cái vị sơn hào hải vị. Thế mà cái bệnh gút là một cái bệnh do rối loạn chuyển hóa, do ăn nhiều cái thức đạm như nhân bulin ấy, gây ra tăng cái axit uric trong máu. Thế thì cái nguyên nhân gây tăng axit trong máu thì nó chủ yếu là do cái thức ăn nó giàu các loại đạm này. Ví dụ như là thịt bê này, thịt dê này, thịt bò này, ôi là cái hàu là ăn tăng cái axit uric rất là nhanh, rồi các loại hải sản khác nữa. Thế bên cạnh đó, vì có nhiều món ăn sơn hào hải vị đó thì không thiếu được đồ uống, chính cái lượng bia rượu đó nó sẽ tranh chấp đào thải với cái axit uric ở trong thận, cho nên làm sao khi lượng bia nhiều thì nó sẽ làm tăng cái axit uric máu lên. Thứ hai là Tết đến thì gần như là không tập thể dục cái là ngày đấy, kết hợp với lại một cái bữa ăn mình gọi là quá tải thì đấy nó góp phần cho làm cho cái bệnh nó nặng lên, phát triển lên. Thế mà ở miền Bắc như mình thì miền Bắc miền Trung thì Tết thì thường là vào mùa rét, thậm chí cái mưa phùn, chính cái là hàn, cái lạnh âm phùn đấy thì y học gọi là do phong, do thấp, do hàn thì nó tác động vào cơ thể qua thì qua gân cơ khớp và dây chẳng thì nó làm cho khí huyết là nó bị ứ trệ, thì chính đấy là nguyên nhân theo bệnh y học cổ truyền, đấy là nguyên nhân gây ra cái bệnh gút phát triển. Vâng, bệnh gút thì vẫn được mệnh danh là vua của những bệnh gây đau, và đúng một cái thời điểm mà nhạy cảm như tiến sĩ phân tích là Tết đến thì gút về như thế này. Thì chương trình ngày hôm nay nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của quý vị khán giả, và ngay lúc này thì MC hiện trường của chúng tôi cũng đang có mặt tại nhà của một người bệnh cũng đã gọi điện đến chương trình và mong muốn được lắng nghe trực tiếp những tư vấn của tiến sĩ. Xin mời kết nối từ chương trình. Xin chào chuyên gia, xin chào MC Mai Tân. Hiện tại tôi đang có mặt tại quận Bắc Từ Liêm, nhà của chú Hòa. Chú Hòa là người đã liên hệ đến đường dây nóng của chương trình và chia sẻ rằng chú đang bị bệnh gút, cũng như là có một vài câu hỏi muốn gửi đến chuyên gia của chương trình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi di chuyển vào nhà của chú Hòa để lắng nghe chú chia sẻ nhiều hơn về căn bệnh này. Xin chào chuyên gia, tôi là Hòa, 68 tuổi. Tôi bị bệnh gút từ năm 2013 đến nay đã gần 10 năm. Những cái năm đầu ấy thì cứ một năm mới là 1 đến 2 lần là bị gút cấp. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây thì đau lắm, cứ mỗi tháng là 1-2 lần nó bị gút cấp. Tôi phải kiêng khem rất là nhiều, không dám ăn gì và chỉ có ăn cơm trắng với muối, hoặc là ăn cháo với ruốc hoặc là muối lạc. Tết sắp đến rồi, sợ không giữ được mồm được miệng thì cơn gút cấp nó lại tái phát. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi. Các nhà khoa học của Việt Nam cũng như các nhà khoa học của Mỹ thì người ta đưa ra những cái lời khuyên dành cho những cái bệnh mà những người bệnh nhân đã hút. Ví dụ như thế này, thứ nhất là phải chế độ dinh dưỡng, nên hạn chế đến mức tối đa các thịt cơ màu đỏ, ví dụ thịt bê, thịt dê, thịt bò, đấy, thịt ngựa. Với hai là cái hàu ấy, hải sản rất giàu cái protein, hạn chế rượu với bia. Hai là ngày Tết ấy, thường là rất nhiều bánh kẹo, thì chính cái lái thịt ăn khi tăng nhé thì cơ thể nó sẽ tiết nhiều insulin để nó tiêu cái khi nó carbon đó, nó sẽ tranh chấp đào thải với cái axit uric ở trong thận. Khi mà ngày Tết ấy, thì người ta cũng ăn uống rất nhiều nên rất hay bị rối loạn tiêu hóa hay là nhiễm độc lớn, thì mình lại dùng các thuốc kháng sinh, thì đương nhiên thì nó sẽ làm cho cái lượng vi khuẩn rồi là lợi khuẩn ấy nó cũng sẽ bị giảm đi nhưng mà cái lợi khuẩn nó rất hay, cứ nói đến vi khuẩn là mình nghĩ là có hại, nhưng thế không có lại không hại đâu, tùy thế thôi. Đây được gọi lợi khuẩn, thì sao nó lại kích thích cái enzyme để chuyển hóa cái bulin thành axit uric. Cái hai nó lại tạo ra một cái hệ men trong cơ thể nó giúp tiêu hóa tốt hơn. Thế thì vậy thì cho nên ta phải uống thêm men tiêu hóa, rất đơn giản bổ sung cái đó. Thế đấy là cái thứ hai. Cái nữa tức là gì, vitamin D ấy, thì người ta nghiên cứu cho rằng vitamin D nó liên quan mật thiết với lại cái nồng độ oxy uric. Thế khi mà nồng độ trong cơ thể nó giảm thì cái axit uric nó sẽ tăng lên. Người ta tắm nắng thì con nó gọi là phơi nắng, nhưng mà cái buổi nắng là phải nắng buổi sáng sớm cơ, còn nửa tiếng thôi cơ, để nó tăng cường tổng hợp vitamin D thì nó rất quan trọng cho cơ thể. Đấy. Thế còn một cái nữa là tạo một cái môi trường cho nó là không nên để căng thẳng. Cái việc tiếp theo tôi muốn tư vấn tức là tập thể dục phù hợp. Ví dụ như là có thể là đi bộ này, hoặc đạp xe tại nhà này, hoặc là bơi này,
hoặc là tập thở đấy, thì tùy cho mình muốn nó, nhưng phải làm hàng ngày để làm gì, để cho nó tăng cái sức dẻo dai của cơ gân cơ khớp này, hoặc là huyết nó lưu thông này. Và một cái điều nữa cũng rất quan trọng, tức là một cái chế độ dinh dưỡng, coi như mình gọi là ăn uống hợp vệ sinh. Chứ khi mà mình ăn cái thực phẩm nó không sạch, nó mới gây chất độc, tích tụ chất độc trong người thì nó làm sao giảm cái chức năng của cơ, đặc biệt là thận. Và điều tiếp theo đó là cái giấc ngủ rất quan trọng. Và cuối cùng về mặt chữa thì mục đích chính của ta là gì? Giảm cái hàm lượng axit uric trong máu. Thưa chuyên gia, có cách nào để hạ axit uric trong máu? Chứ axit uric trong máu của tôi lúc nào cũng trên 500, có đợt lên là 670. Thứ nhất là phải dùng thuốc, xong đó đến cái chế độ ăn sinh hoạt, và cuối cùng là gì? Tập luyện. Thế hai phần trước tôi đã nói phần trước rồi, thì ta tập trung vào cái phần chữa. Đây nó là bệnh rồi, thì chữa thì ngày nay thì đây nó là một bệnh nội khoa, thì có thể chữa thì có thể dùng thuốc y học hiện đại, hoặc là dùng các thảo dược, hay là gọi là thuốc y học cổ truyền đông y đấy nhé. Thuốc y học hiện đại nó rất nhẹ, nhưng mà nó lại phần lớn nó tác dụng phụ nó lại nhiều hơn. Làm sao nó lại tác dụng vào cái vấn đề của đường tiêu hóa này, bất đường tiêu hóa, thậm chí người viêm đường huyết. Thế thì xu hướng ngày nay thì người ta dùng các loại thảo dược. Thế thì người ta có hai nhóm chính. Thứ nhất là cái nhóm thảo dược mà để giảm cái cơn đau của gút cấp này, mà người ta phát này. Thứ nhất là gừng, chính như là nó làm cho ức chế cái yếu tố gây viêm, tức là prostaglandin thì gây viêm. Thế viêm giảm thì đương nhiên là đỡ đau. Đấy. Cái thứ hai là cái tầm ma đấy, thì nó làm sao ức cái yếu tố viêm, tức là TNF alpha ức chế cái yếu tố gây viêm, chính cho cái viêm hết thì không đau nữa. Đương nhiên là đau, đau viêm gây cho đau mà. Đấy. Và cái nữa tức là cái phần bạc hà, thì trong thành phần chính của tinh dầu bạc hà đó là các mentol, thì nó là một chất chống oxy hóa rất tốt, và làm sao nó giảm đau và của cả trung và cả ngoại vi. Thế còn một cái nữa là cái lá cây khung tây nhé, ức chế cái yếu tố gây viêm như là interleukin, thì nó làm giảm được cái viêm rất tốt. Thì khi mới viêm hết thì đương nhiên hết đau. Thế cái nhóm thứ hai tức là cái nhóm mà làm hạ ca sút đủ dịch máu và gì chống tái phát này, và mới gọi là nới rộng cái chế độ ăn cho cái người mà kia nó bệnh nó đỡ được thì nới chế độ ăn ra. Nhóm thứ nhất là gì? Ức chế các enzyme xanthin oxidase. Đấy, đấy, nó ngăn chặn quá trình chuyển đổi cái bulin thành acid uric. Thì nên nó gồm các thảo dược, ví dụ như là có anh đào đen, cái hạt nhãn thì mình nghĩ nhé, và cái hạt cây cần tây rất là tốt. Đấy nhé. Thế thì một cái nghiên cứu của một nhóm tác giả người Mỹ ở Boston, thành phố Boston ở gần Hoa Kỳ chứ, thì người ta nghiên cứu trên 634 người tình nguyện dùng có anh đào đen, thì sau 4 tuần thì thấy rằng 100% đều giảm cái hàm lượng axit uric trong máu, trong đó có 57% là gì, về giá trị bình thường, tức là nhỏ thua 416 milligram microgram/dL. Thế thì sau 4 tuần sau người ta lại kiểm tra lại những người đó thì thêm sao, thế có hơn 60%, tức là không có tái phát nữa. Cái nhóm tiếp theo tức là trung hòa axit uric trong máu, thì dùng các loại thảo dược mà có cái tính kiềm, thì đây dưới là cái hạt cây cần tây. Thế còn cái nhóm tiếp theo tức là cái nhất là giảm cái tổng hợp này, bây giờ làm sao tăng cái đào thải qua thận để người ta dùng đấy, thì dùng các vị thảo dược nào mà có tác dụng này, thì nó là lợi tiểu này, là thằng có thể ví dụ như là trạch tả này, cây bách xù này, như bằng tử này, mà cái nghề mã đẻ. Thế nhưng mà để mà làm ra được cái giải pháp như thế này thì không có nghĩa là mình chuyên gia nói như thế này mà tự đi mua cái thảo cái về mà dùng đâu, không được đâu. Phải sản xuất theo một cái quy trình rất nghiêm ngặt mà công nghệ hiện đại nano để nó dễ hấp thu, và cái dây chuyền này phải đạt cái tiêu chuẩn GMP được theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới là WHO. Để chữa trị cho cái bệnh gút của bác ấy. Ôi trời bác ơi. Mấy hôm nay đau đớn quá cô ạ. Mà nói thật với cô nhá, chất lượng cuộc sống càng ngày càng kém từ hồi tôi bị bệnh gút giờ nhá. Ăn uống là kiêng khem đủ thứ, thế mà cô bảo là Tết nhất đến nơi rồi. Đây, em có một ông bạn ở xa, em thấy bác ấy chỉ cho cái giải pháp thảo dược như là gồm có quả anh đào đen này, hạt nhãn, hạt cần tây, như bàn tử nhá, cây bách xù, trạch tả, mã đề, bạc hà, gừng, tầm ma, kim sa, húng tây, hay lắm cơ. Bác ấy còn bảo em là uống có một tháng thôi là hết đau, không thấy cơn đau nữa đâu. Mà cái lượng axit uric ở trong máu nhá, cũng hạ về mức cho phép đấy. Ôi dồi ôi,
đấy. Thế cơ à? Vâng. Ôi trời ơi, thế thì tốt quá. Dạ, vâng. Thế thì tôi phải đi mua ngay để sử dụng. Bodygood là sự kết hợp hoàn hảo của những thảo dược như quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tà, bách xù, ngưu bàng tử, mã đề. Bodygood giúp hạ axit uric trong máu, co nhỏ hạt tô phi, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp, phòng ngừa biến chứng bệnh gút. Bodygood được sản xuất bởi công ty dược GNE International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bodygood, sản phẩm của Mỹ. Và nếu quý vị có còn câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, quý vị đừng ngần ngại gọi điện đến số tổng đài miễn cước đang hiển thị ngay trên màn hình để được các chuyên gia uy tín của chúng tôi giải đáp kịp thời. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.